Hello, Hello. hôm nay em sẽ có bài học mới nha. Okay. Hôm nay mình sẽ qua một cái thầy mới. Mình sẽ học liên thay phiên hai quyển ngữ pháp về thì và cấu trúc ha. Hôm nay mình học về thì tiếp. Về năm thì cơ bản thì bạn Hiển đã hoàn tất xong rồi và kiểm tra cũng xong luôn rồi. Bây giờ mình sẽ qua thì số 6, đó là quá khứ hoàn thành ha. Vâng. Đây là thứ tư. Rồi, và ghi vào giúp chị. Past perfect. Okay, perfect. Quá khứ hoàn thành. Dạ rồi. Okay. So about past perfect, we have some definition like this. Vậy thì quá khứ hoàn thành, trước khi mình vô cái của nó, mình sẽ có phần này đầu tiên ha. So let's read about this. We have four people, mình có bốn bạn. They are going on a trip. Các bạn này đang đi đi học hoặc là đi cắm trại gì đó. Các bạn này có nói, "What's wrong with Lucy? She is depressed." Bạn Lucy bị như thế nào vậy? Thì bạn này mới nói là cô ấy đang buồn. Bây giờ có từ đầu tiên, depressed, em có thể ghi vào ha. Từ này buồn nhưng mà nó buồn hơn từ sad rất nhiều. Sad cũng là buồn nhưng mà ở mức depressed nó kiểu nó còn có cái khác nữa là trầm cảm nữa nha. Còn bệnh trầm cảm thì mình sẽ có là depression. Đây. Còn sad là buồn. Cái này em có thể ghi vào. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc câu chuyện ra tại vì sao bạn Lucy lại buồn ha. Rồi. We have Beth, Harry, Peter and Lucy. So let's take turn. Bây giờ mình sẽ thay phiên nhau mình đọc đi ha. Bạn đầu tiên là em, bạn đầu tiên là chị đọc, xong rồi tới bạn thứ hai là em, xong rồi cứ thay phiên như vậy cho đến hết ha. Số 1. Why, what happened? There were some people to whom TV aspect. Yesterday, they were fishing. They were filming some scenes with Ryan's cast. Lucy. Lucy Ferris, sharp star. Okay. Lucy was at home. I knew she wanted an autograph, so I called her and told her to come quickly. Well, did she guess the author? No, she didn't. She took ages to get ready. When she arrived, they had finished and everybody had gone home. I have put on my bedroom. I heard Connor on my friends. I have taken my camera. Poor Lucy. So here we have a few words. Có một số từ em cần lưu ý nè. Này, từ này mình sẽ đọc như nào đây? Sao bạn nào cũng đọc từ này sai hết? Phim thì em sẽ đọc phim giống bình thường trong tiếng Việt thôi. Nó là phim mà, chữ Y đứng trước chữ em L mà. Đâu thể nào mình đọc là phim được. Nó đâu phải là phim. Nó là phim. Đọc y chang trong tiếng Việt. Như thế này, phim. Xong. Rồi, ở đây có một số người trên đài TV đó, ở trên truyền hình đó, họ đi xuống cái công viên, họ quay phim ở đó. Thì quay một số cảnh thì mình sẽ có là scene. Cảnh ha, ở đây mình có diễn viên nổi tiếng đó là Ryan Cash, và đây là một
người diễn viên nổi tiếng về sốt. Sốt ở đây không phải là xà bông, thường nghĩa là sốt là xà bông cục á, nhưng mà ở đây có sốt là gọi là thính thính phòng, không phải từ thì chỉ có cái từ đó phù hợp ha, soap opera. Ở đây nó có soap opera có nghĩa là các chương trình truyền hình nhiều tập, chương trình truyền hình. Em có biết cái phim không? Cái này chương trình truyền hình ví dụ như gì, Hai Ngày Một Đêm hả? Ừ, cũng giống vậy đó. Rồi cái nào nữa ta, những cái kênh hài mà mình có thể lên YouTube coi thì mình sẽ có gọi là soap ha. Tiếp theo autograph bằng với lại signature là chữ ký. Rồi take ages bằng với lại took ages mà là quá khứ ha, có nghĩa là tốn rất nhiều thời gian để làm cái gì đó. Còn gọi cái từ khác là lâu á, lâu lắc á. Rồi, em có thể ghi chú những cái này vào. Rồi xong sau đó chị sẽ giải thích tiếp. Như rồi. Rồi tiếp theo rồi ở đây có đoàn diễn viên tới ha, và có người nổi tiếng tới, Ryan Cash. Bạn Lucy là fan hâm mộ của người này và bạn Peter biết được điều đó nên đã gọi cho Lucy và kêu cô ấy nên đến sớm đi. Và bạn Beth hỏi là vậy cuối cùng bạn Lucy có lấy được chữ ký không, thì bạn Peter nói rằng không, tại vì bạn này tốn rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị, rồi khi cô ấy đến mọi người đã rời đi rồi và mọi người đã về nhà rồi. Lưu ý chị câu này nha, when she arrived she had finished everybody, they had finished and everybody had gone home. Lưu ý câu này ha. Rồi tiếp theo bạn Lucy nói là bạn này bắt buộc bắt là phải bạn này là phải mặc quần jean đẹp, rồi phải gọi cho bạn bè, rồi phải đem máy ảnh nữa, lâu quá nên là người ta đi mất tiêu rồi, người ta đâu có đợi đâu, nên là đó là lý do tại sao bạn này buồn ha. Rồi và bây giờ mình đến cái phần gọi là lưu ý của chị đây. Ở trong câu này thường mình học sau từ when là có cái gì cộng với thì gì, Đâu quên là quá khứ đơn. quá khứ đơn, chính xác. Vậy ở đây trong câu đó em có thấy sau when là cộng quá khứ đơn đúng không? Đúng, nhưng một việc nào đó xảy ra trước một việc nào đó khác trong quá khứ mà tại thời gian có một thời điểm cụ thể trong quá khứ ha, thì mình sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Hôm nay mình sẽ có công thức mới như sau, thay vì em có thì hiện tại tiếp diễn là half past cộng cột 3, thì hôm nay mình sẽ có hát cộng cột 3 thôi. Nhưng lưu ý cách sử dụng của nó khác với lại quá khứ đơn với lại hiện tại hoàn thành nha. Rồi, và đây là phần mở đầu của mình. Bây giờ mình sẽ vô phần lý thuyết như sau. Bữa giờ đem đi học có gì mới không? Đi thi rồi có điểm như thế nào? Điểm ra rồi. Giờ là 9 điểm. 9 điểm. Giỏi dưới ta. Gì mà không báo, không báo cho chị gì hết trơn. Còn sắp thi giữa học kỳ rồi đúng không? Khi nào thi? Tuần thứ 9. Tuần thứ 9. Chị đâu có biết tuần nào của em trong trường đâu. Là ngày mấy? Là 3 tuần nữa. Ồ, 3 tuần nữa. À, ok.
Rồi đang ôn tập trong trường đúng không? Khi nào mà có cái nào mà không hiểu được thì cứ hỏi chị nha. Rồi, hôm nay mình sẽ có thì quá khứ hoàn thành như sau. Past perfect. We use the past perfect to talk about something that happened before a certain time in the past. So for example, the party had finished by 10. They had left by 10:30. Để dịch lại tiếng Việt thì em sẽ có như sau ghi giúp chị phần này. Past perfect. Quá khứ hoàn thành. Dùng để nói về hành động đã xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ 10 giờ tối ngày hôm qua đi. 10 p.m. last night, đúng không? Trước 10 giờ tối ngày hôm qua em đã làm gì thì cái việc đó mình sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành. Được không? Rồi, ở đây nó có ví dụ như sau. The party had finished by 10. Là trước 10 giờ là đã kết thúc rồi. Chứ không phải là 10 giờ sau 10 giờ nữa ha. Còn không mình có thể nói by 8 p.m. last night I had finished my homework. Và đây là câu của mình. 8 giờ tối, trước 8 giờ tối ngày hôm qua tôi đã hoàn thành xong bài tập về nhà của mình. Đây. Một hành động đã xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Quá khứ hoàn thành. Đã xảy ra trước một rồi. ok. Rồi, bên dưới dấu chấm thứ hai người ta có ghi We often use past perfect with past simple to talk about two actions that happened at different time in the past. We use past perfect for the action that happened first and the past simple for the action that happened later. Ở đây thường thì quá khứ hoàn thành sẽ đi cùng với lại thì quá khứ đơn để nói về hai hành động xảy ra ở các thời điểm khác nhau trong quá khứ. Thường mình sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động diễn ra trước, rồi quá khứ đơn cho hành động diễn ra kế tiếp. Ví dụ ở đây mình có đó là They had left by the time we arrived. Đúng ý giúp chị là em chỉ có sử dụng ở quá khứ thôi ha. Nên là cái biểu đồ thời gian về hiện tại em coi như em xóa nó đi. Em chỉ là một người sống trong quá khứ thôi. Nếu như muốn sử dụng đúng thì này. Được không? Thì đây, việc mà các bạn này tới thì trong quá khứ. Và việc những bạn kia đã rời đi cũng trong quá khứ. Nhưng cái hành động mà các bạn này đã rời đi nó xảy ra trước nên mình sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Còn các bạn này tới sau nhưng cũng trong quá khứ thì mình sẽ dùng thì quá khứ đơn.
Lúc này mình sẽ có dấu hiệu nhận biết, đó là từ by the time. Đến cái lúc mà chúng tôi tới, họ đã rời đi rồi. Rồi bây giờ mình nghe tiếng Việt ha. Em có câu hỏi gì cho chị không? Quá khứ thơ mình nói khác nhau trong quá khứ. Dấu chấm số 2. Xong chưa? Ghi nhanh dữ. Rồi, vậy bây giờ sau khi mình học xong cái phần lý thuyết này rồi, thì bây giờ bạn hiện có thể nói sơ về cái thì quá khứ hoàn thành theo cách em hiểu và cho chị một câu ví dụ được không? Bây giờ mình sẽ xác định nào quá khứ hoàn thành nó trước hay sau thì quá khứ đơn. Nó trước thì quá khứ đơn. Ok, nó xảy ra trước thì quá khứ đơn ha. Rồi, vậy cho mình cho chị một câu để nói về thì này. Bài 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 China Beach PM last Ừ. night I has homework. Trời ơi, cũng y chang của chị ăn gian. Là câu khác đi. Này câu của chị mà. Ví dụ tôi tới 8 giờ tối, trước 8 giờ tối ngày hôm qua hoặc là trước 10 giờ đêm ngày hôm qua, tôi đã đánh răng rửa mặt đi ngủ, chuẩn bị đi ngủ hết rồi. By say I see last night I has finished Ừ, cleaning cleaning my wash. wash cũng được, hoặc là clean cũng được. Wash, nếu mà dùng dùng wash là washing my. Washing Sau finish là rồi. clean, thì đây là I had finished washing. Quá xinh. Mặt của em gọi tiếng Anh là gì? Nhớ không? Mà mình hò phải Ừ, washing my face, chính xác. Rồi, mai mốt chị có hỏi khảo bài về quá khứ hoàn thành thì chỉ cần nói là nó xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ, có nghĩa là nó xảy ra trước thì quá khứ đơn đó. Rồi, bây giờ mình có câu hỏi thứ hai. Thường thì quá khứ hoàn thành đi cùng với thì gì? hoàn thành đi với quá khứ đơn. Rồi, vậy quá khứ đơn sẽ đi cùng với một thì nào nữa? Đường đi với
Thì gì mà em học rồi đó, có while á. quá khứ tiếp diễn. Chính xác. Vậy hôm nay mình đã có được ba nhánh của quá khứ rồi ha, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành ha. Ngược lại về hiện tại, mình đã có được hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Vậy hiện đã nắm được mấy bạn đó không? Được. Cái hen mốt chỉ cần nắm được cái ý chính thôi là em sẽ làm bài rất dễ, giống như hồi mình đi thi kiểm tra vậy đó. Rồi có câu hỏi gì về phần này nữa không? Dạ không. Ở trong trường em có học lý thuyết về mấy thầy giống như vậy không? Dạ có. Có. Ok rồi, và đây là công thức của nó đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì hiện tại hoàn thành, em sẽ phải lưu ý khi nào đi với has, khi nào đi với have. Còn riêng thì quá khứ hoàn thành nó chỉ có một cái duy nhất, đó là has cộng với cột 3 thôi. Hình dung được không? Rồi, bây giờ bạn Nguyễn sẽ giúp chị ghi phần công thức này vào ha. Mình có câu khẳng định, phủ định và nghi vấn, và ba ghi ba câu ví dụ bên dưới. Rồi, bây giờ sau phần này là mình bắt đầu qua phần thực hành rồi đó. Positive mình có chủ ngữ cộng h rồi cộng với cột 3. Còn phủ định thì mình sẽ có chủ ngữ cộng h not cộng với cột 3. You still. Rồi. Ok, rồi bây giờ bạn Hiển có thể đưa cho chị một câu được không? Ví dụ như câu khẳng định trước đi cho nó dễ nè. Câu khẳng định. Ủa? Câu công thức đầu tiên thôi cho nó dễ. Bây giờ em suy nghĩ coi một việc gì đó đã xảy ra trước một việc khác trong quá khứ. Ví dụ như tối hôm qua đi, em làm bài tập đúng không? Em hoàn thành bài tập. Vậy trước khi em hoàn thành bài tập em đã làm cái gì? Thì bây giờ em có thể ghi như vậy. Ví dụ tôi đã xem tivi trước khi tôi hoàn thành bài tập của mình. Ai? I has watches TV before my finish in my homework. Chính xác. Và đây là câu ví dụ của mình. Còn trong trường hợp câu phủ định thì mình làm sao? I hadn't watches before my homework. Before I finished my homework. Chứ em viết lại không có đổi của người ta nha. Rồi số 3. Have apps. Hát ai? Watches TV before I finish my Chính xác. Rồi hình dung được cách thành lập câu không? Có câu hỏi gì cho chị không? No. Không. Rồi bây giờ mình có thể thoát ra mình vô lại nha. Ờ, được.